có một bí ẩn tối thượng từng nằm sâu trong tận cùng tâm hồn con người. Một bí ẩn mà triết học và đạo giáo đã dốc hết tri thức và tâm huyết suốt hàng nghìn năm qua để khám phá. Đó chính là bài toán về con đường giải thoát. Nhưng điều thú vị không chỉ là việc họ tự mình tìm ra câu trả lời, mà còn là cách họ chia sẻ, dẫn dắt những tâm hồn sau này để họ cũng có thể bước lên con đường giải thoát ấy. Nếu Chúa Giê-xu và Phật là những nhà giáo lớn, thì họ chẳng những chỉ là những người khám phá ra một phương trình phức tạp, mà còn là những người đã gieo mầm kiến thức và sự giác ngộ. Nhưng liệu họ chỉ đến trần gian để thu hút những tín đồ và người tôn sùng, hay thực sự mong muốn chia sẻ những kiến thức và sự giác ngộ của mình? Đó mới thực sự là câu hỏi đáng suy ngẫm. Chân thành mà nói, cả Chúa Giê-xu lẫn Phật đều là những vị rất khiêm tốn. Một lần, khi Chúa Giê-xu tự xưng rằng ta và cha ta là một, người Do Thái đã nổi giận và vung đá đánh Ngài. Trong tình huống đó, Ngài đã trích dẫn câu trong Kinh Thánh để bào chữa cho mình. Ngài nói: trong luật của các ngươi đã không viết rằng ta bảo các ngươi đều là Chúa. Luật gọi là Chúa những ai được Thiên Chúa đối thoại. Điều này cho thấy mỗi người đều có khả năng trở thành một phần của Thiên Chúa. Vì vậy, khi Ngài tự xưng là con Thiên Chúa, đó không thể coi là một việc phi thường. Trong tiếng Anh, từ atonement được hiểu là sự chuộc tội, một hành động của một đấng cứu thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích từ atonement thành ba phần, at, one, mend, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa sâu xa hơn, kết hợp hoặc liên kết một cách hoàn toàn với Thượng Đế. Nếu hiểu rằng giải thoát là sự kết hợp hoàn toàn với Thượng Đế hoặc với đại thể vũ trụ như trong triết lý phương Đông, hoặc với Atman Brahman như trong triết lý Ấn Độ, hoặc với Như Lai, chân tâm, Phật tính như trong Phật giáo, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng con người chỉ khi đạt tới sự giải thoát mới thực sự trở nên bất tử. Điều quan trọng là hiểu rằng mỗi người đều có khả năng đạt tới sự kết hợp hoàn toàn với Thượng Đế. Và điều này không chỉ là định mệnh của một số ít những vị thánh hay những nhà sư, mà là mục tiêu của mỗi con người. Khi Chúa Giê-xu xưng mình là một với Thượng Đế, điều đó không chỉ áp dụng cho Ngài mà còn cho tất cả chúng ta. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn về vị thế và định mệnh của mình, để từ đó mỗi người có thể hiểu và thực hành sứ mệnh cao cả của mình trên cuộc đời này. Cuộc sống của con người không chỉ là để lạy Chúa hay lạy Phật, mà còn để thực hiện chân ngã, để biến mình thành Chúa, thành Phật. Như Srila Prabhupada, một đạo sư Ấn Độ đã nói: mục đích của cuộc đời là để trở thành Chúa, trở thành Thần. Nhưng các nhà khoa học không hiểu điều đó. Làm sao để hiểu hết mục đích của cuộc sống? Nếu một người mù đang dẫn dắt một đám người mù, thì làm sao có thể đạt được kết quả? Không phải vậy. Chúng ta phải tìm kiếm những người đã có sự giác ngộ mới có thể khám phá được chân lý thực sự. Những điều kiện để giải thoát. Suốt hàng ngàn năm qua, người ta luôn tranh luận về khái niệm giải thoát mà không biết ai là người đúng. Tuy nhiên, vấn đề đó vẫn là một ẩn số lớn, bởi nó đòi hỏi một điều kiện quan trọng. Người tu sĩ phải trải qua trực tiếp trải nghiệm giải thoát trong chính cuộc sống của mình. Việc tu chứng giải thoát không chỉ là viết văn hoặc nhận thức lý thuyết, mà chính là trải nghiệm sâu sắc về tâm linh, là sự giác ngộ, sáng tỏ và bừng sáng từ bên trong. Sau đây là những điều kiện để giải thoát. Thứ nhất, chứng nghiệm tự tính. Điều quan trọng nhất là nhận ra bản chất thiền tự, Phật tự của mình. Dù chúng ta tu hành, chịu khổ, tập trung thiền hay giác ngộ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một. Thấu hiểu rằng ta và vũ trụ vô biên là một, không phân biệt. Trong cơ thể tứ đại của chúng ta có vũ trụ vô hạn tồn tại, là nguồn gốc của tất cả. Huệ Năng đã viết về sự giác ngộ như sau: giác ngộ chính là sự nhận ra đạo từ bên trong, không chỉ đơn thuần là việc ngồi thiền. Kinh sách nói rằng ai chỉ nhìn thấy chân lý trong hình thức, dù là trong tư thế ngồi, nằm, sẽ rơi vào lối đi của tà đạo. Vì sao? Bởi vì chân lý không đến từ đâu, không rời đi đâu, không sinh không diệt. Nhận biết sự tồn tại vô hình, vô kỳ thị, đó mới là thực hành thiền trong thanh tịnh của chân lý. Nhận ra rằng mọi vật không gì là cố hữu, đó chính là sự thực hành thiền trong tịnh tạo của chân lý. Đạo không phân biệt giữa sáng và tối. Khi chúng ta nói về sự sáng và tối, chúng ta đang tạo ra một sự phân chia không cần thiết.
Sự sáng và tối không thể tách rời, chúng luôn tồn tại cùng một lúc, cùng một không gian. Trong thế giới tự nhiên, mặt trời mọc và mặt trăng mọc tạo ra một cảnh quan đồng thời của ánh sáng và bóng tối. Đạo nhắc nhở chúng ta rằng không có sự đối lập tuyệt đối giữa hai khái niệm này. Thay vào đó, chúng là hai phần của một toàn thể, hai mặt của cùng một đồng xu. Tương tự, đạo không phân biệt giữa phiền não và bồ đề. Khi chúng ta nghĩ về phiền não, thực ra chúng ta đang tạo ra bồ đề và ngược lại. Sử dụng trí tuệ để giải quyết phiền não chỉ là một cách tiếp cận từ bên ngoài. Nhưng những người hiểu biết sâu sắc hơn nhận ra rằng chúng ta không thể xử lý vấn đề nội tâm này chỉ bằng cách suy luận hoặc phân tích. Thay vào đó, chúng ta cần tiếp cận vấn đề này bằng cảm nhận sâu sắc và sự thấu hiểu về bản chất thực sự của tâm trí. Sự thấy nhận vô nhị, không phân biệt là bản chất thực sự của đạo. Nó không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt, không bị thay đổi bởi thời gian hay không gian. Đó chính là bản chất của đạo, tính vô nhị, không biên giới và không chia cắt. Nếu bạn muốn hiểu được nơi yếu của thiền, hãy không nghĩ đến điều này hay điều kia. Thay vào đó, hãy để tâm hồn tự nhiên hòa nhập vào trạng thái thanh tịnh, một trạng thái tinh tấn mà không cần phải sử dụng lý trí. Trong trạng thái này, bạn có thể đáp ứng tự nhiên với mọi tình huống một cách linh hoạt và tự do, không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ hay cảm xúc. Thứ hai, phải có bản đồ. Để khám phá con đường giải thoát và hòa nhập với vũ trụ, chúng ta cần một bản đồ tâm hồn, một hướng dẫn để chỉ dẫn chúng ta qua những tầng lớp phức tạp bên trong bản thân. Tôi đã dành nhiều năm để nghiên cứu và vẽ ra một bản đồ chi tiết về các tầng lớp này. Mỗi tầng lớp đều mang một vai trò quan trọng và đặc biệt trong sự phát triển của con người. Trong tâm hồn của chúng ta có những vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng tròn đại diện cho một khía cạnh của cuộc sống. Ở trung tâm là thái cực, nơi chúng ta cảm nhận sự thanh tịnh và sự hiểu biết về bản chất tự nhiên của mình. Tiếp theo là khí, nơi hồn thanh sôi nổi tạo ra sức sống và tươi mới cho tâm hồn. Trạch hồn là nơi của cảm xúc và khao khát, nơi chúng ta trải qua đa dạng của cuộc sống. Trí não là nơi suy nghĩ và niệm lự, là nguồn gốc của hiểu biết và khám phá. Thể xác đại diện cho kết nối với thế giới vật chất, trong khi gia đình và xã hội là nơi chúng ta học hỏi và phát triển qua mối quan hệ. Cuối cùng, hồng trần là thế giới vật chất và môi trường xung quanh, từ không khí đến các thiên hà xa xôi. Mỗi vòng tròn đều quan trọng và cần thiết cho sự phát triển toàn diện của con người. Đây là nơi mà chúng ta tương tác với thế giới và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày. Mỗi tầng lớp trong bản đồ tâm hồn này đều cung cấp một hướng dẫn quan trọng cho con đường giải thoát và hòa nhập với vũ trụ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất và mục đích của mình trong cuộc sống. Chúng ta bắt đầu từ nguồn gốc tinh thần, nhưng dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống vật chất và vận mệnh. Mục tiêu cuối cùng là trở về với bản chất siêu linh của mình. Khi nhận ra điều này, chúng ta hiểu rõ hơn về lời dạy của Chúa Giê-xu và nhận biết được sự ảnh hưởng của thân tứ đại và cuộc sống vật chất. Giải thoát là việc quay trở lại với tinh thần cao nhất của chúng ta, trong khi luân hồi là sự mắc kẹt trong vòng xoáy của cuộc sống vật chất và vận mệnh. Chúng ta càng gần với tâm hồn của mình thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và ý nghĩa hơn. Để đạt được điều này, chúng ta cần làm sạch và nâng cao tâm hồn của mình. Thứ ba, hai hướng đi hay hai con đường. Tâm hồn của chúng ta có thể được tưởng tượng như một ngôi nhà lớn với 7 vòng tròn đồng tâm. Có hai con đường chính, con đường hướng ngoại đi từ trung tâm ra ngoài và con đường hướng nội từ ngoài vào trung tâm. Con đường hướng ngoại là về thế giới vật chất và trải nghiệm bên ngoài, trong khi hướng nội là khám phá sâu bên trong tâm hồn. Khi thấu hiểu sâu sắc về bản thân, chúng ta mở ra một thế giới mới của sự bình an và hạnh phúc. Đó là hành trình mà Đức Phật đã trải qua và chia sẻ với chúng ta. Trong cuộc sống, ta luôn đối diện với hai lựa chọn, sống và chết. Đức Chúa Trời đã mở ra hai con đường trước mắt ta và khuyên chúng ta chọn lối sống bằng cách yêu mến và tuân theo Ngài. Tương tự, các tôn giáo khác cũng nói về hai lối đi của thiện và ác. Họ khuyên rằng nên theo đuổi con đường của thiện vì nó mang lại sự sống và hoàn thiện, trong khi con đường của ác chỉ dẫn đến hủy diệt và chết chóc. Hai con đường hướng ngoại và hướng nội giúp ta hiểu sự nhất quán của các tôn giáo. Khi tìm kiếm bên ngoài, ta chỉ gặp phải những thứ tạm thời, trong khi tìm kiếm bên trong, ta tìm thấy sự thật và chân thực.
Trong kinh Tu Sám Yếu Chỉ, chúng ta thấy rõ sự lý luận về hai lối đi, hai con đường. Con đường hướng ngoại, trục vật, dần dần dẫn đến sa đọa và diệt vong. Điều này chính là mê chính, tạo ác, là việc đi ngược dòng của Niết Bàn, là việc bước vào bể sinh tử, mê đắm cuộc sống, quấn quýt trong thế trần, để rồi cuối cùng trở thành một phần của sự đau khổ và tối tăm, lạc vào vòng luân hồi không có kết thúc. Nhưng nếu ta biết hồi hướng, đi theo con đường hướng nội, hồi quang, phản chiếu, ta sẽ giác ngộ, sẽ làm cho tâm hồn của mình quay lại dòng chảy của sự sống, tuần theo đạo Niết Bàn và hiểu được bản chất của thượng mịch tính hay Phật tính trong ta. Người xưa đã nói, hành động theo đúng quy luật tự nhiên sinh ra sinh vật, nhưng hành động ngược lại sinh ra thánh và thần. Bà Elizabeth O'Connor trong cuốn sách Hành trình hướng nội, hành trình hướng ngoại đã mô tả rằng hướng ngoại là để phục vụ, còn hướng nội là để tu chứng. Hướng nội là con đường dẫn đến nước trời nội tâm, hướng ngoại là con đường dễ dãi của xã hội, dần dần khiến con người trở nên u mê, không còn nhận thức được vẻ đẹp thật sự của cuộc sống. Điều này khiến cho con người không thể thực hiện được sứ mệnh cao cả của mình. Nó được thể hiện thông qua những dấu hiệu như sự bất an, không yên bình, sự không hài lòng, cảm giác bất mãn, giận dữ, sự chán chường và cảm giác cuộc sống không ý nghĩa. Đó là lúc trời đất đang cảnh báo cho chúng ta biết đâu mới là hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghe thấy tiếng thầm, lời thiêng liêng ấy. Trong những năm 1968 đến năm 1976, đã có nhiều cuộc diễn thuyết tại cơ quan phổ thông giáo lý Cao Đài ở địa chỉ 179 Cống Quỳnh, Sài Gòn. Một chủ đề thường nhắc đến là ý nghĩa của việc khám phá đạo và trời trong lòng mỗi người. Sau một thời gian truyền bá chủ đề này, vào ngày 1 tháng 10 năm 1972, Đức Diêu Trì Kim Mẫu đã thuyết giảng với những lời như sau. Đời sống tu hành của chúng ta cần phải có hai phần. Một là hướng ra ngoài, hai là hướng vào bên trong. Hướng ra ngoài để giao lưu, đoàn kết, chia sẻ kiến thức, làm phương tiện để tiến bộ. Còn hướng vào bên trong để lắng nghe lương tâm, nghe theo lời dạy của bản nguyên và hiểu sâu hơn về tâm linh. Hướng vào bên trong giúp chúng ta rời xa thế gian và tiến gần hơn với Thượng Đế, với mẹ. Hoặc nói cách khác, trở về với khối đại linh quang. Đoạn diễn văn này được đăng trên Cao Đài Giáo Lý số 80, trang 6 với tiêu đề Trung Thu, mẹ nhắc con hiền. Khi đọc những lời này, tôi cảm thấy được an ủi vì thấy tư tưởng của mình trùng khớp với lời dạy của Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Tôi đã nghiên cứu về Cao Đài giáo trong nhiều năm và hiểu rõ từng chi tiết. Những người trẻ tuổi chỉ khoảng 15 đến 16 tuổi không thể có những ý niệm cao siêu như vậy. Các tôn giáo khác nhau đều chứng rằng con đường tìm kiếm đạo và trời phải đi qua tâm hồn. Thật hạnh phúc khi đọc lại câu trích từ kinh Katha Upanishad. Bằng cách mở rộng cánh cửa của ý thức ra bên ngoài, con người thấy thế giới xung quanh mà không nhìn thấy bên trong tâm hồn của mình. Nhưng có một số người thông thái, trong hành trình tìm kiếm sự sống bất tử, bằng cách tập trung tâm trí vào bên trong, họ đã nhìn thấy đại ngã một cách rõ ràng. Trong tư duy triết học cổ điển, khái niệm về trời, đạo và Brahman không phải là những thực thể xa xôi, mà chúng đã hiện diện ngay tại bên trong tâm hồn con người. Đây là một cách tiếp cận sâu sắc đối với tầm quan trọng của sự bên trong. Theo quan điểm của đạo Bà La Môn và đạo Lão, đỉnh cao của cuộc sống tinh thần là khi con người khám phá được chiều hướng nội bên trong mình. Sahasrara hay bông hoa sen ngàn cánh được xem như là trung tâm của trí tuệ và sự kết nối với vũ trụ vô cùng. Mạch đốc hay thiên kinh là con đường dẫn lên trời, trong khi mạch nhâm hay thần lộ là con đường đưa trời xuống với con người. Cảnh giác với những mạch này, con người có thể thấy rõ hơn về bản nguyên và về một sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của vũ trụ. Huyệt Vĩ Lư và huyệt Thóp là những điểm trọng yếu trên con đường này, thể hiện sự liên kết giữa tinh thần và vật chất. Dù có những biểu tượng trên bầu trời hay trong sách thánh, thì việc quay lại với bên trong tâm hồn là chìa khóa quan trọng. Chính lời kêu gọi của Chúa, nhưng nhiều khi bị lãng quên, nhấn mạnh về việc quay về với bản nguyên và sự liên kết sâu sắc với trời. Đó chính là nơi mà sự trọn vẹn và ý nghĩa thực sự của cuộc sống được khám phá và hiểu rõ. Việc phân biệt giữa hai hướng đi, thuận và nghịch, hướng ngoại và hướng nội, thực sự là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Điều quan trọng nhất là phải chọn đúng hướng, vì nếu chọn sai,
sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu cuối cùng. Hãy tưởng tượng rằng nhà bạn ở phía Bắc, và nếu tôi lạc đường và đi hướng Nam để tìm kiếm, dù có nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một sự lãng phí. Có một câu tục ngữ đã nói rằng, tìm anh như thể tìm chim, chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Đông. Ở đây, ý nghĩa đơn giản nhưng sâu sắc. Nếu bạn tìm kiếm điều gì đó ở một hướng hoàn toàn ngược lại với nơi nó thực sự tồn tại, thì dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể đạt được. Đây là lời nhắc nhở cho chúng ta phải cẩn thận trong việc lựa chọn hướng đi trong cuộc sống. Thứ tư, biết áp dụng định luật trời đất mới mong giải thoát. Định luật của trời đất bao gồm các quy luật tụ và tán, vãng và lai, xoanh và hư, tiêu và tức, biến dịch và tuần hoàn. Tinh thần cũng tuân theo quy luật tụ và tán. Khi tụ hợp lại thì linh nghiệm, khi tán ra thì suy yếu. Do đó, việc ngồi thiền hay thiền định nhằm mục đích thu thần, định trí để duy trì sự tĩnh tại và tinh khiết của tâm hồn. Trong quá trình tu luyện, chúng ta cần biết tận dụng thời gian của tuổi tác. Khi trẻ, chúng ta có xu hướng hướng ngoại, khám phá thế giới bên ngoài. Khi già, chúng ta lại hướng nội, tìm về sự tĩnh lặng bên trong. Tinh thần cũng thay đổi theo tuổi tác. Khi trẻ, tinh thần còn khuyết. Khi già, tinh thần trở nên tròn đầy, giống như vầng trăng khi khuyết khi tròn. Thần khuyết cũng là thần tiêu, thần tròn đầy cũng là thần tức. Tiêu là sự mất mát, mai một, tức là sự sinh sôi, phát triển. Cuộc sống bên ngoài luôn thay đổi, tuần hoàn. Con người chúng ta cũng vậy. Người xưa nói, tùy thời biến dịch, dĩ dòng đạo. Theo thời mà biến đổi để theo đạo. Chúng ta sinh ra từ đạo và thông qua sự biến đổi, chúng ta trở về với đạo thể. Do đó, chúng ta hiểu rõ các định luật tụ, tán, vãng, lai, doanh, hư, tiêu, tức, biến dịch, tuần hoàn. Người xưa tin rằng để đạt được sự giải thoát, cần phải nhận thức rõ mình có hai phần cơ bản, hai loại tâm. Chân tâm hay pháp thân là phần vĩnh cửu trường tồn, và vọng tâm hay hóa thân là phần biến đổi, ảo hóa. Nếu cuộc đời chúng ta lấy pháp thân làm trọng tâm, chúng ta sẽ biết điều chỉnh, kiềm chế vọng tâm, thu nhiếp vọng tâm, khiến cho vọng tâm hoàn toàn thể nhập vào chân tâm, vào pháp thân. Tư tưởng này được biểu hiện qua các hình vẽ yantra hay mandala của Mật Tông, với tâm điểm luôn là một vị Phật. Ngược lại, nếu chúng ta đặt trọng tâm vào vọng tâm, tức là dục vọng, tham sân si, chúng ta sẽ mãi mãi bị kẹt trong vòng luân hồi sinh tử, đi vào lục đạo tam đồ. Hình tượng này cũng được biểu hiện qua các hình vẽ karma, duyên nghiệp, với tâm điểm là hình con lợn, con gà, con rắn, tượng trưng cho tham sân si, tức là vọng tâm, và vòng tròn bên ngoài biểu thị lục đạo, thiên, Atula, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lục đạo là các trạng thái của vòng sinh tử và luân hồi. Thái cực, bản thể của chúng ta nằm ở tầng sâu nhất. Tâm hồn chúng ta nằm ở các tầng bên ngoài, chứa dục vọng, yêu ghét, âm thanh và màu sắc. Để đạt đến linh quang, con người cần vượt qua những lực từ của tâm và thanh âm, màu sắc của ngoại cảnh. Câu chuyện về việc giữ tâm thanh tịnh, không bị ảnh hưởng bởi giác quan đã được nhiều triết gia như Lão Tử và Trang Tử nhấn mạnh. Giải thoát là bỏ đi tính phàm trần để trở về với bản chất thanh tịnh của thiên nhiên. Triết phái Vedanta Ấn Độ giảng rằng bên trong mỗi người tồn tại một linh thần tuyệt đối gọi là Brahman hoặc Atman, là nguồn gốc và trung tâm của vũ trụ. Tuy nhiên, linh thần này thường bị che lấp bởi 5 lớp vỏ. Lớp ngoài cùng là vỏ thức ăn, tương đương với thân thể vật lý của chúng ta. Tiếp theo là lớp sinh khí, liên quan đến năng lượng giữ cho cơ thể sống. Sau đó là lớp tâm tư, bao gồm cảm xúc và suy nghĩ hàng ngày. Và lớp trí tuệ, biểu thị cho sự thông thái và hiểu biết. Cuối cùng là lớp hạnh phúc, gần gũi nhất với đại ngã, là nguồn cảm giác an lành và hạnh phúc tinh thần. Tuy nhiên, đại ngã thường bị che khuất bởi bức màn của vô minh, được bao phủ bởi những lớp vỏ này. Trong đó, vỏ thức ăn là lớp thô nhất, trong khi lớp sinh khí, tâm tư và trí tuệ tạo thành phần tinh tế hơn của con người. Lớp hạnh phúc là gần nhất với đại ngã. Tất cả những lớp vỏ này vẫn bị ràng buộc trong vòng luân hồi của sự tái sinh, trong thế giới của ảo hóa và mê vọng. Chỉ khi con người vượt qua những lớp vỏ này, ý nghĩa của Brahman hoặc Atman mới được hiểu rõ, và từ đó họ mới có thể trải nghiệm sự giải thoát, cứu rỗi và tự do hoàn toàn.
Để hiểu rõ hơn về cứu rỗi và giải thoát, hãy xem xét sự khác biệt giữa hai khái niệm này. Cứu rỗi, trong quan niệm này, quần chúng tin rằng các vị thánh như Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca hoặc Lão Tử xuống trần là để cứu rỗi con người. Họ cho rằng không thể tự cứu rỗi mà cần dựa vào sức mạnh của Thánh Thần. Chẳng hạn ở phương Tây, Chúa Giê-xu được coi là đấng cứu thế, trong khi ở phương Đông, Phật Di-đà là đấng cứu thế. Những vị thánh này được xem là dẫn dắt người tin theo họ lên thiên đàng hoặc đạt tịnh thổ sau khi qua đời. Trong quá trình này, con người vẫn giữ nguyên bản chất của mình, chỉ có môi trường sống là thay đổi. Giải thoát, ngược lại, các bậc thượng trí nhìn nhận mình mang thiên tính là linh quang giáng trần. Họ sử dụng sức mạnh và tinh thần của mình để vượt qua thế gian, vượt qua hình thức và hòa nhập với đại linh quang. Trong quá trình này, con người trải qua một quá trình biến đổi toàn diện, trở thành thượng đế, thành Phật, trong khi môi trường bên ngoài vẫn giữ nguyên. Do đó, giải thoát là sự hòa nhập và tự cường, đặt trọng tâm vào việc phát triển sức mạnh bên trong để đạt đến trạng thái cao nhất. Khi ta nhìn lại các triết lý và giá trị từ các tôn giáo và triết học đã đưa ra những khái niệm và quan điểm đa dạng về cuộc sống và thế giới xung quanh. Từ sự tìm kiếm của Phật tử về nhất nguyên vô ngã, tinh thần thái hòa trong tư tưởng Nho giáo cho đến ý nghĩa sâu sắc của giải thoát trong triết học, mỗi khái niệm đều đặt mục tiêu là tìm kiếm sự tự do và hạnh phúc tối cao. Nhưng để thực hiện điều này không chỉ là việc nắm bắt lý thuyết mà còn là việc áp dụng những giá trị này vào cuộc sống hàng ngày. Sống theo tinh thần của những triết lý này không chỉ là đơn thuần là cách tiếp cận cuộc sống một cách thông minh và sâu sắc. Đó còn là hành trình chúng ta chọn để tìm kiếm sự tự do và hạnh phúc đích thực. Những giá trị này như tình thương và hòa bình không chỉ là mục tiêu cuối cùng mà còn là nguồn động viên, là ngọn lửa thắp sáng cho hành trình của chúng ta. Chúng là những phản xạ của tâm hồn, là những điểm tựa cho những ngày đầy biến động và khó khăn. Và khi chúng ta theo đuổi chúng, chúng ta không chỉ đang hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân, mà còn đang đóng góp vào việc xây dựng một thế giới, nơi mà tình yêu và hòa bình luôn vững vàng. Bởi vậy, hãy để những giá trị này là nguồn cảm hứng không ngừng, là động lực mạnh mẽ đẩy ta vượt qua mọi trở ngại. Chỉ khi ta có sự trung thành với chúng, ta mới có thể điều hướng cuộc sống mình về phía những mục tiêu cao cả và ý nghĩa hơn.